Bước thứ hai, khai báo đối tượng tập hợp chi phí được sử dụng để tính giá thành theo phương pháp giản đơn. Quý vị vào menu danh mục, chọn đối tượng tập hợp chi phí, nhấn chọn thêm. Do áp dụng phương pháp tính giá giản đơn nên khi khai báo đối tượng tập hợp chi phí, quý vị cần chọn loại đối tượng tập hợp chi phí là sản phẩm. Sau đó chọn thành phẩm. Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin về mã đối tượng tập hợp chi phí và tên đối tượng tập hợp chi phí từ thành phẩm quý vị đã chọn. Nhập diễn giải nếu có. Sau đó nhấn cất.